Đây người ta cũng trồng cây keo lá vàng này. Sau đây là cái hồ rất là rộng, rất là đẹp. Trời còn sáng cho nên là cái khung cảnh nó vẫn còn đang mờ ảo. Nếu mọi người nhìn thì có vẻ nó không được sáng cho lắm, nhưng mà cố gắng nha. Rồi thôi bây giờ chúng ta tập thể dục thôi rồi bắt đầu một ngày mới. Mọi người cố gắng dậy sớm và tập thể dục nha mọi người. Chỉ cần 15-20 phút thôi. Nếu như mọi người không có một cái khoảng không gian rộng để mà tập thì mọi người có thể ở nhà, thức dậy ở nhà tại phòng của mình, tại nhà của mình, khởi động tay chân, tập luyện chạy bộ tại chỗ. Trước đây mình làm lớp trưởng cho nên là những cái bài khởi động tay chân này mình rất là quen thuộc, như là mình hướng dẫn cho các bạn trong lớp tập, cho nên là mình rất là nhớ, rất là dai, và mỗi khi khởi động thì mình lại tập những bài tập phổ thông của mình. Mọi người cố gắng dậy qua tay múa chân để cho cơ thể của mình nó khởi động trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Chúng ta không cần phải đi quá xa, chúng ta có thể là đi một vòng ngắn thôi, nhưng mà có thể đi qua đi lại đi qua liên tục và khoảng 5-7 vòng gì đó để khởi động. Nếu như chúng ta khỏe thì đi càng xa và dài và rộng. Đi chúng ta có thể ngắm cảnh luôn, hoa rất là đẹp. Cứ vậy chúng ta cứ đi lòng vòng rồi chúng ta sẽ khỏe. Những người lớn tuổi tầm từ 30 đến 35, 40, từ tầm 30 tuổi trở lên thì cơ thể càng ngày nó càng không được khỏe mạnh như lúc còn trẻ nữa. Và lúc này thì cơ thể gần như là lao dốc, và lúc này thì mọi người cần phải cố gắng tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn để mình không có một cái gọi là cái sự phục hồi cơ thể tốt, chống lại nhiều bệnh tật. Lúc này thì Long nghĩ là nhiều người khi vào bệnh viện thì khi đi khám, bác sĩ khám ở bệnh viện trong cái chẩn đoán bệnh có rất rất là nhiều bệnh mà ảnh hưởng bởi cái thói quen ăn uống cũng như thói quen tập luyện thể dục thể thao của mình, và cái giấc ngủ cũng như là cái sự mình có những thói quen xấu và cái áp lực về công việc, về tài chính tạo cho mình một cái cảm giác là lo âu, buồn bực và nhiều thứ khiến cho cơ thể mình không được như mình mong muốn. Vì vậy mọi người phải năng tập thể dục thể thao, siêng tập thể dục thể thao, cố gắng dành ra thời gian để tập luyện thể dục thể thao nha mọi người. Rồi thôi Long sẽ tiếp tục đi, còn mọi người thì hãy tranh thủ tập thể dục thể thao nha. Hẹn gặp lại mọi người trong